Hello cô chú, chay mới vừa ngủ dậy nè cô chú ơi. Mình có cái miệng nè. Trời đất ơi, ăn kẹo xanh lè cái miệng rồi. Bây giờ nè, chạy lại với đồ chơi nha chưa? Ok. Ok chay, đồ chơi nó không phải ngoài đó, không phải ngoài đó, ở trên ghế kìa. Chạy lại trên ghế kìa. Trên ghế. Look, look straight. Sơn môi, make up. Gì nữa kìa kìa kìa. Wow, cái gì nữa kìa? Look. Cái gì vậy? Cái gì á? Trời, cái đó mà không biết hả? Cái đồng hồ của Elsa né nè. Con biết ai cho con không? Ai cho? Không biết luôn hả? Có một bà tên là bà Mai Anh gửi tới cho chay. Bà nói là bà yêu chay nhiều lắm, bà muốn gửi quà cho chay đó. Cái gì đây, dính miệng rồi. Bây giờ con nhìn vô đây nè, con nói con cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Nhìn vô đây con nói cảm ơn bà. Cảm ơn bà Mai Anh. Mai Anh. Đúng rồi, còn đây nữa. Chị đi lượt. Wow. Bà mua cho con đôi giày nữa đó. Yeah. Anna shoes. Anna shoes. Yeah. So cute. Mở ra phải không? Wow. Chay mới vừa ngủ dậy cô chú. Còn cái này nè. Còn cái này là một cái thùng quà mà của một cái cô mua hàng dị hoa nghệ Tây xong rồi gửi tới tặng. Nhưng mà đặc biệt Ngọc rất là thích, yêu thích cái món quà này, là cô tặng rất là nhiều khẩu trang cho gia đình, mà đặc biệt là có những khẩu trang nhỏ cho chay nữa. Đây đó chay, bà tặng cho con khẩu trang nữa nè đó. Rồi á, có một cái món quà nữa mà Ngọc quên quay, để Ngọc vô quay cho mọi người coi. Để cho đây, còn đây là món quà của chú kia cho chay, đó là cái những cái bộ đồ bơi, mấy bộ lận, 6 bộ lận, nhưng mà Ngọc chỉ lấy ra 2 bộ thôi. Someone send it to her baby. Đây, đây là những bộ đồ bơi mà của cái chú đó gửi cho chay. Jady, you wanna open it up? Ok, come here. Come here and sit down. Đem ra đây. Đem ra đây, mẹ mở cho. Wow, ngồi xuống. Ngồi xuống. Wow, con vui không? Bây giờ con muốn mở cái nào trước? Mở cái này trước phải không? Dạ. Tại sao lại muốn mở cái này trước? Mở cái này trước. Tại cái gì, con thích cái gì nhất trong này mà con muốn mở cái này trước? Mở cái này trước. Muốn son môi phải không? Phải không? Dạ. Ok. Dạ, nói nè. Đúng rồi. Elsa, Anna, Anna. Chay dạo này đang rất là mê Elsa, Anna. Bà gửi. Ui cha ơi, cái này là buổi tối là đi là đã luôn. Hai cây son môi, một cây màu purple, một cây màu blue. Còn cái này, wow, chiếc nhẫn có Ola. Ola, chị đi. Nè, son đi. Wow. It's similar. What is it? Wow. Con cảm ơn bà chưa? Cảm ơn bà. Mai Anh. Mai Anh. Đúng rồi. Trời ơi, bà nói bà thương chay lắm luôn á. Trời ơi, đất ơi, nó mở son môi trước. Có được đời nó không? Mở son môi trước, chợ ngồi son môi. Có được không? Chay sướng quá đi. Ui chào ơi, đây nè, còn cái đây là cái kẹp nè, cái kẹp của Elsa nè, mày kẹp tóc lên cho nha. Chị kẹp tóc anh nà xà lên, Elsa nè. Đó, kẹp lên. Để xuống, kẹp xuống. Để xuống rồi, ok. Rồi, đây là một cái kẹp tóc của em nè, nè, đó. Cái cây, chiếc nhẫn, đeo chiếc nhẫn vô. Không đeo nhẫn luôn hả? À? Không đeo, mẹ đeo à? Cho mẹ nghe. Đó, chạy thấy mẹ đeo. Nắp ở dưới chân con nè. Đó. Đúng rồi. Mà purple đâu? Ờ, purple đó, con mẹ đây nè. Mà purple. Ôi, đất ơi. Con gì á? Con gì á? Con đó là con unicorn hay gì á? Hay con gì trong một cái phim nè?
Wow. Còn cái này là, cái này là buổi tối nè, cái này là buổi tối rồi mở đèn lên nè. Wow. Mẹ. Rồi tắt đi. Đè mạnh vô tắt đi. Đó, chị mới ngủ dậy luôn. Con có muốn đeo đồng hồ của em nè, đeo xà không? Không. Sao không muốn đeo? Từ từ phải không? Chơi từng cái phải không? Nhiều quá choáng váng mà chơi với. Trời ơi, có bao rinh đôi dài đây luôn nè. Trời. What? It's too heavy? Wow. Ôi chào ơi, đẹp. Trời. Chịu đời nổi không? Ai chịu nổi với nó, thấy cái kiến nó lấy lấy. Ui cha ơi. Ừ, xéo xài ná nè. Wow. Chơi giỏi quá. Trời đất ơi. Ghiền make up tụi này chứ khác nọ. Ớn ăn thì cái gì vậy. Nào nữa. Wow. Uống gì á? Đó kẹp lên đúng rồi, kẹp vậy đó. Để mày kẹp chơi nha. Không. À không hả? Xong rồi. Mở này phải không? Dạ. Cái này là cuốn tập để con vẽ, con ghi chữ đó. Wow, bà mùa toan là Elsa với Anna không luôn. Rồi để xuống đây mẹ mở cho chơi nha. Con cảm ơn bà chữ chưa? Cảm ơn bà. Đúng rồi, giỏi. Đó, tôi viết Elsa Anna luôn nè. Đó. Oh wow. Cái gì con? Olaf. No, Olaf sao? Đúng rồi, Olaf là cái con Anna. Đúng rồi. Con Olaf. Olaf, đúng rồi. Anna. Ừ. Anna với Elsa. Anna với Elsa, đúng. Cái mà Papa. Con đâu con ký tên vô cái con vở này coi. Con ký tên vô cuốn đó đi. Wow, đó chữ ký của Chay đó cô chú. Rồi mong mốt về cho cô chú nghe chưa. Trời ơi gãy rồi hả? Phải không? Phải gãy không? Không phải, mình phải đóng lại, mình viết xong rồi không, mình không đóng lại nữa. À không đóng lại nữa, cái này giống như nhật ký mỗi ngày vậy đó, mình viết xong mình phải không đóng nữa. Bỏ xuống. Ok, bỏ xuống. Wow. Yes. Giờ mở này hả? Con nói làm sao? Con tự mở được á, con tự mở đi. Đây nè, kéo con rứt ra. Đây nè, con rứt nè, kéo con rứt ra. Wow. Rồi tự nhiên cái thấy chú kia cầm cái gì giống pizza quá, tự nhiên cái thèm pizza, lâu quá không ăn pizza, tự nhiên cái thèm. Oh yeah. Mở đàng hoàng con, lấy ra từ từ, lấy ra từng cái đàng hoàng. Coi chay có gì kìa. Wow, eyeshadow. That eyeshadow chị đi. Kéo ra con, kéo ra. Wow. Wow. Mấy dép ra coi. Để bên đây nè, để đằng trước cái chi làm chi giấu làm sao rồi. Màu đó màu gì đó? Màu pink. Màu pink à? Không nói chuyện nữa, ok. Màu chi đó, màu đó màu chi đó. Không sao không nói chuyện, mày hủ con mà con răng mà con nói mà không nói chuyện nữa. Cái màu đó màu chi đó? Màu đó màu chi? Không nói chuyện nữa. Anna nếu sao? Màu chi đó? Có bao nhiêu cây màu? Màu chi? Màu đó màu chi đó chay? Không. Không trả lời hả? Không trả lời mẹ ơi. Trời đất ơi. Wow, that's stickers. Oh wow. Nè, let me help you. Để mẹ giúp con nè. Đây nè, stickers. Ủa, sticker bị dính vô trong kia, trong. Dính gì, dính chặt dữ hả? Thôi, gỡ hết này ra luôn đi. Wow.
Wow. Không, cái đó còn phải mở cái hộp này ra. Cái này phải mở ra hay sao á. Đó. Mở ra. Kéo ra. Màu là màu gì đó? Màu gì đó? Màu gì đó? Màu chi? Chay đi. Màu chi đó? Chay, màu này màu chi? Chay. Màu này màu gì đó? Màu nè. Nó không chảy mẹ. Cái gì? Không màu nè. Màu đó màu chi? Không. Rang hồng. Mẹ. Cái gì? Nó nè. Cái này không mở. Lỡ đâu. Ừ, trời ơi, cái con này nè nha, tôi phụ nó mở đồ chơi ra bây giờ cái nó nói là tôi nó không cho tôi đụng vô coi được không? Nó mẹ ơi là. Thôi, con người không có tình nghĩa. Người ta mở ra cho mình đã rồi, bây giờ mình có đồ chơi rồi. Đúng rồi. Noel Anna hả? Đôi giày đâu, thử mang đôi giày vô không? Không. Thôi đôi giày từ từ mang, biết xong tại chân chay đang đau á nên là nó không có dám mang đôi giày vô. Đây nè, để cho cô chú coi kìa. Trời, coi đi. Cho cô chú coi chân con đây. Cái chân của nó hồi bữa ngọc vũ đen đây nè. Đó. Cho coi thôi chứ ai làm gì? Nó đi ngoài đó mà không mang dép ra rồi nó bị hả đứt hết nó hả nửa cái móng chân luôn. Xong rồi cái hai ba ngày sau nó cứ đi hoài. Ngoại đâu? Ngoại về rồi. Ngoại. Xong rồi cái hả hai ba ngày sau nó cứ đi hoài cái nó bị dước luôn cái vô cái ngón nó hai lần nữa rồi bây giờ chân nó đau. Nên là nó không có dám mang dép nữa. Nó không có mang gì mà nó không dám mang giày bít tại vì mang giày bít làm đau chân nó nên là chừng nào đợi cái đôi giày này mà tới mùa pho là cái mùa mà chuẩn bị lạnh á là chay mang dừa luôn. Hoặc là năm sau chay cũng còn mang dừa đây này nè. Trời có dữ không? Trời đất ơi, cái màu đó màu chi đó? Không. Màu đó màu gì con? Mẹ màu. Còn màu này màu chi? Không. Có màu này màu chi? Không. Màu này màu gì? Màu gì con? Mèo. Không thấy cho nữa. Ôi trời ơi trời. Màu này màu gì? Con nói mày nghe màu này màu gì? Mẹ. Màu gì? Đại xuống. Trời ơi mẹ. Trời ơi mẹ để xuống. Có được không? It's my. No, it's my. This is my. No, this is my. Yeah. This is my. Trời ơi. Trời ơi, con không cho. No, it's my. No, it's my. Nó nghe nè, con có cho mày chơi chứ không? Không. Ôi trời ơi, thôi mày buồn quá mày đi. Thôi đi. Ba. Không đi hả? Ủa con không cho mày chơi mà. Mày không cho mày chơi mày ngồi đây làm chi? Có cho mày chơi không? Có cho chơi không? Không. À thôi đi, bye bye. Mà con có cho mày chơi không? Dạ không. Ủa? Không cho chơi tôi ngồi đây làm chi trời? Okay. À, trời. Con này nó vô lý thường kiệt vậy sao? Dễ đâu? Ai biết. Dễ đâu? Dễ nào? Dễ quá em. Trời đất ơi, sướng quá luôn, đã quá. Không ai sướng bằng chay hết thiệt chứ. Cô chú gửi đồ eo xài với Anna quá trời luôn. Like it. Beautiful. Cái màu này màu chi đó? Màu chi? Không, mẹ. Không được đụng luôn hả? Không được đụng mẹ ơi. Không được đụng mẹ ơi. Còn đi chi đó? Nó mẹ. Chi đây? Rồi con dán ở đâu? Con tính dán ở đâu? Con dán ở đâu mừng kia mà mở con lại con dán cái ghế của con đi. Cái ghế ăn của con kìa. Có cô, có chú nào hỏi, có cô nào nhắn tin hỏi cái ghế này chay, cái này hiệu gì mà ở trên cái ghế không có in hiệu. Cái ghế này không có in hiệu nên Ngọc cũng chả có để ý cái ghế này hiệu gì luôn đây nè.
ghế này không có hiệu luôn á, có hiệu không ta? Ờ có chứ, à cái hiệu ghế này nè, hiệu OXO nha. Trời ơi, có đồ chơi kìa, nhiều quá trời đồ chơi luôn kìa. Đây, bây giờ Chay kêu mẹ mở cho Chay cái đồng hồ mà lúc đó Ngọc không có mở camera lên, cho nó nói mẹ con muốn mẹ mở cô chú. Ý là kêu muốn mở ra để cho cô chú coi cái đồng hồ của con, phải không? Bây giờ mở cái này là mày phải lại lấy kéo mày cắt, tại vì cái này nó ấy quá, ngồi im đó đi, là mày đi lấy kéo. Ow. Ow. Ui da, ui da. Wow, chưa có thấy ai mà sướng dữ thần thờ ôn vậy đó, mở mắt ra cái là có đồ chơi. Trời ơi. Trời ơi con dán ra nè, người con nè. Mở mắt ra là có đồ chơi, có quà. Sướng chi sướng dữ hết rồi. Đây nè, chiếc nhẫn của Olaf nè, đó, đeo nhẫn vô. Trời ơi, cái này chắc ra khó lắm nha cô chú, tại vì người ta làm rất là cứng. Đó. Rồi. Wow, ôi chào ơi. Tự cầm gì vô đây, mẹ đeo vô cho. Không mẹ sao nữa. Thôi tự cầm đi. Sao mở được? Tao bậy không à, cái đó không phải như là cái mẹ kia mẹ mua, cái này là con chỉ bóp vô, đèn lên, thấy chưa? Đeo vô đây con. Wow, đeo vô. Đeo vô không? Trời ơi, cái đồng hồ này với cái bộ đồ Chay đang mặc hôm nay là rất là hợp với nhau luôn á. Wow. Đeo vô đi con. Trời ơi, hồi nãy lúc mà Chay ngủ mà Ngọc mở đồ ra, Ngọc mở xong ra Ngọc tự cười luôn á, tại vì Ngọc biết là thế nào nó ngủ về nó cũng sẽ rất là thích cái món quà này luôn. Ngọc mở xong rồi cái Ngọc cười một cái. Ngọc nói, ồ, thế nào Chay cũng sẽ thích cái món quà này cho coi. Chay, con có thích quà này không Chay? Chay ơi, Chay con có thích nữa không? Dạ. Giỏi. Thích đồ chơi. Con thích đồ chơi, đúng rồi. Thôi, đất ơi, đồng hồ này mẹ đeo cũng đẹp này Chay nè. Nói mẹ. Như sao? Nói mẹ để xuống. À, để xuống. Không cho. Không cho hả? Dạ. Không có đồng hồ này mà mẹ đeo cũng đẹp lắm á. Phải giỡn đâu đó. Bây giờ đổi nha. Bây giờ mày đổi, mẹ đưa cho con đồng hồ của mẹ rồi, con cho mẹ cái đồng hồ này nha. Không. Sao vậy? Rồi thôi, dễ ra đi. Con bởi vậy tôi có đứa con nó không hề biết thương mình gì hết. Nó có đồ gì đẹp, nó có đồ gì nó thích, nó ham là nó giữ cho riêng mình, chứ nó không bao giờ nó chia sẻ với người mẹ của nó. Mặc dù người mẹ của nó đi kiếm tiền cực khổ về để mua đồ chơi cho nó, nhưng mà cuối cùng những cái món gì mà nó yêu thích là nó dành riêng cho riêng nó. Ôi, thật là buồn quá đi. Thôi đi đây. Đi đây. Vậy sao con mẹ ngồi đây, sao mẹ chinh mẹ xin cho con cái đồng hồ mà con không cho? Can we share? Can we share? Please. We can share. Sharing makes us all happy. We can share. Share mẹ nha. Nha. Sharing makes us all happy. Sharing is caring. Oh, sharing is fun. Rồi, à, ý là nó đưa cái này nè, nó cho mượn này nè, đó, nó cho mượn cái màu vàng với lại cái bút. Phải không? Gì đâu à? Con rùi thôi chứ đâu la. Rùi. Rùi. Ồ, cái đồng hồ đẹp quá, đây mày đeo đồng hồ vô cho Chay. Chay kỳ ghê ta, đồng hồ mà nó không đeo ta. Rồi còn gì nữa không? Rồi hết rồi đó. Đã mở hết. Ơi, còn cái này chưa mở nè Chay. Destiny gì nè? Awaits. Mở ra cái đó là gì á? Wow, poster. Is it a poster? Let me see. Open this up. This way. Oh! Wow, guess what, JD? Con sẽ tô màu của Elsa and Anna. No, with this. Yeah, okay.
and this. Trời ơi, tô đàng hoàng với tô kiểu gì lạ rồi. Hả, mấy tô kiểu gì lạ rồi mày? Mèo mèo. Dạ. Để chạy xuống. Dạ, chạy xuống. Hương biết rồi. Ôi, Hương chay không biết tô màu eo xả anh nè. Bây giờ mày lại mày múc đồ cho chay ăn nha. Trời, tới giờ chỗ tài. Cái màu đó màu chi đó? Đánh đánh cái màu chi lên mặt mày đó? Màu pink. Màu pink hả? Con hiểu, con hiểu mày nói chi không chay? Chay, con hiểu mày nói chi không? Dạ. Ừ. Trời ơi, nói tiếng quẩn mà giờ hiểu rồi nghe. Hỏi hiểu mày nói chi không nó dạ. Rất là hiểu rồi đó. Cũng có cái mối quẩn nơm ở trong đó chứ. Phải không? Có cái mối quẩn nơm đặng là mẹ tên chi? Chay, mẹ tên chi đó? Mẹ tên bổ gì? Mẹ tên bổ gì? Bổ gì? Núa, núa mẹ tên bổ gì? Răng mà thở dài đó mày. Mẹ tên là bổ gì? Núa. Bổ gì? Nói đi chay, nói bổ ngạc. Chân con nói đây, nói mẹ tên bổ ngạc. Cái gì? Mẹ không được rỡ chân ra. À, mẹ không được rỡ ra hả? Chay, bây giờ con mặc đồ con khép khép, khép cái chân con lại dùm chút nữa chay. Rồi nó nói mẹ muốn cô chú mẹ ơi, ý là kêu mở lên cho cô chú coi. Trời, có đi dò chi mà đẹp dữ ta. Nó dò đẹp kết đó. Rồi có cái chân. Đây nè, mẹ phải quay cho cô chú coi cái chân của con bị cái gì. Mình là chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho cô chú vào. Đưa ra mày coi cái chân. Coi cái chân thôi, coi thôi. Đây nè, đây nè. Coi thôi chứ có lộn kia đâu. Lộn chi kinh rồi mày. Anh ở đâu xà? Ba đâu rồi ta? Daddy. Daddy. Nè, đó rồi. Sao?